Bao truyền thuyết từ ngàn xưa đều được ghi chép lại trong pho sách cổ. Pho sách cổ đã ghi lại lịch sử của đất nước Ấn Độ xưa, trải qua bao thế kỷ kể từ khi vũ trụ được hình thành vì lợi lạc cho loài người. Trong mỗi thời đại đều có bậc vĩ nhân xuất hiện. Trong thời đại Tam Phật Treta Yuga có bậc chí thánh Rama giáng sinh, xây dựng một xã hội lý tưởng. Trong thời đại Nhị Phật Dwapara Yuga, Krishna dùng Thika Bhagavat giảng dạy ý nghĩa, trách nhiệm, đồng thời lập nên phép tắc chuẩn mực. Rồi thời thế đổi thay, chính pháp cũng theo đó suy tàn. Sự bất tín, bất công, bất nghĩa, phi pháp và mê tín mọc lên như cỏ dại. Nỗi sợ hãi làm cho con người lạc giữa bóng tối ngu muội. Để đánh tan màn đêm đen tối ấy, bậc vĩ nhân đã xuất hiện ở thế gian. Bậc vĩ nhân ấy chính là Buddha. Trận đại chiến Mahabharata đã khiến cho lãnh thổ Bharata tan tác phân ly. Nhiều năm sau cuộc đại chiến kết thúc, cách này đã hơn 2.500 năm, tại miền đông bắc Ấn Độ, gần Magadha và Vaishali, có một vương quốc tên Kapilavastu, do Suddhodana thuộc dòng Sakdeli tộc Shakya cai trị. Đó là đức vua Suddhodana, hậu duệ của vương triều mặt trời. Goban. Hả? Hình như là tiếng chuông báo thắng trận có đúng không anh? Ừ Lassica, nên chuông cứ đổ liên hồi như vậy. Ek or se aaye raja, dusri or se pandav bhi. Yuddh hua ran mein ghamasan, ant mein jeete jo the veer. Bẩm lệnh bà. Ta cũng đang tìm ngươi đây Lassica. Tiếng chuông kia là gì vậy? Là tin báo thắng trận bẩm lệnh bà. Nô tỳ vừa nghe được tin bệ hạ Suddhodana đã thắng trận, đã dạy đến Kapilavastu rồi lệnh bà. Tạ ơn thần linh đã đáp lời cầu nguyện của con. Người đã báo tin này cho hoàng hậu Maya biết chưa Lassica? Bẩm chưa ạ, hoàng hậu không có ở tẩm cung thưa lệnh bà. Được rồi, người chuẩn bị thực phẩm để phân phát cho người nghèo đi. Ngay bây giờ đích thân ta sẽ đi báo tin vui này cho hoàng hậu biết. Ta đi. Ở này nè. Bắt được rồi, bắt được rồi. Devadatta, những đứa trẻ khác đâu hết rồi? Đứa trẻ nào? Chỉ có mỗi mình con ở đây thôi à. Chuyện này ta làm sao vậy chứ? Dạ con đi đó nha. Sao? Con đi đâu? Con đi tìm mẹ của con. À, được. Nhưng mà con đã hứa với ta chuyện gì con nhớ không? Con hứa gì con đâu có nhớ. Gọi ta là mẹ. Con mà không gọi, ta không cho con đi đâu. Con gọi đi, gọi một lần nữa đi. Vậy lệnh bà nhắm mắt trước đi rồi con sẽ gọi.
Mẹ ơi! Chị à! Chị à! Sao chị chưa trang điểm gì hết vậy? Trang điểm gì hả? Vì sao? Chị không nghe thấy tiếng trống báo tin thắng trận sao? Gió đang mang tin vui thắng trận về. Bệ hạ đã chiến thắng và đang trở về đó. Khắp thành Kabi Lavathu này đều đang vui mừng. Parsapati, đây đúng là một tin vui. Nhanh đi, em mau chuẩn bị ra nghênh đón bệ hạ đi. Cuối cùng thì bệ hạ cũng đã trở về rồi. Phải hầu hạ người thật chu đáo, rửa sạch những vết hằn roi ngựa chiến chinh. Còn chị thì sao? Những lúc đại hỷ như vậy, phụ nữ muộn con không nên xuất hiện. Chị à, ta mà xuất hiện ở đó sẽ khiến cho bệ hạ nhớ đến nỗi đau tới bây giờ vẫn không con nối dõi. Ta không muốn xác muối vào vết thương của bệ hạ. Chị à, chị đã cố ý sắp đặt để em kết hôn với bệ hạ là muốn để em sinh dưỡng con cái cho người, xin người thừa kế dương vị cho Kapi Lavathu. Nhưng mà đã 4 năm trôi qua rồi, em cũng không thể sinh cho bệ hạ một đứa con nào hết. Em cũng không thể sinh con được mà. Không, không phải vậy Parsapati. Ta không cho phép em nói như lời ảm đạm này. Không được nói như vậy nữa. Vậy chị nghĩ là em muốn nghe những lời buồn thảm đó từ chị sao? Em không muốn thấy chị u buồn như vậy đâu chị à. Trách nhiệm của chị em mình là cùng nhau ra đón bệ hạ, để người được vui mừng được không chị? Theo ý em thì sao? Sao là sao chứ? Chị cứ nghe lời em đi. Bây giờ chỉ cần trang điểm cho thật lộng lẫy như một đàn dâu, bệ hạ nhất định sẽ không thể rời mắt khỏi chị của em đâu. Bệ hạ Suddhodana! Dạ rồi! Suddhodana! Dạ rồi! Suddhodana! Dạ rồi! Bệ hạ 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 Suddhodana! Dạ rồi! Vấn đề thế nào hả Ronodada? Nhờ ơn bệ hạ thần vẫn khỏe, mọi việc triều chính cũng đều tốt đẹp. Chỉ cần có Ronodada thì mọi việc sẽ thuận lợi. Cho nên ta mới giao thành Kapilavastu cho Dương đệ, để bình thản bước ra chiến trận như vậy. Mời Dương huynh. Dừng lại đã, bệ hạ không thể đi qua được. Tại sao lại không cho ta đi qua hả? Nếu bệ hạ muốn đi qua thì bệ hạ phải ban cho con một món quà gì đó mới được. Các dương hầu còn cống nạp cho ta, vậy mà ông vua con Devadatta này dám đòi cống phẩm của ta. Được rồi, của con đây. Bệ hạ còn phải quyết đấu với con rồi mới được đi đó nha. Con muốn dùng kiếm của ta đấu với ta sao? Hey, ha, ha, ha. Con thật là đáng yêu. Ta đi thôi. Bệ hạ Suddhodana. Bệ hạ Suddhodana. Vết thương có còn đau không bệ hạ? Không Mahamaya, chút đau đớn này sao bằng nỗi đau số phận của chúng ta chứ. Thoạt nhìn thì ta có vẻ được tất cả, nhưng thực tế thì ta chẳng có thứ gì. Dẫu đã hai lần hôn nhân, nhưng ta vẫn dưới chừng không có bóng dáng con thơ. Là do ta mà già. Rồi thần linh sẽ ban cho chúng ta người chưa từng làm ai thất vọng bao giờ. Quốc sư có gửi cho người một lá thư đó. Theo chu kỳ vận hành của thời gian, đến thời điểm cuối cùng, mặt trăng sẽ ở dưới cung cự giải,
Sao Kim sẽ nằm ở cung Song Ngư, Tinh Tú sẽ thành tựu. Và hiện tượng này đã vô cùng phù hợp với thời khắc Thánh Quân Rama giáng sinh. Đến lúc ấy sẽ cử hành lễ quả tế cho đứa trẻ. Chắc chắn thần linh sẽ đáp ứng nguyện vọng của chúng ta mà bệ hạ. Mà già, ta muốn nhìn nàng ôm trong lòng đứa con của chúng ta. Thiếp không dám mong ước cao xa, nhưng thiếp chắc rằng Pajabati sẽ sớm có tin vui thôi. Bệ hạ ráng chờ thêm một thời gian nữa. Mong rằng sẽ là như vậy. Mahamaya, ta cho phép bà ta chơi với con của ta, hoàng hậu Maya lại xem nó như vật riêng của bản thân mình. Ơ kìa, hoàng hậu điện hạ, sao đã khuya rồi mà hoàng hậu còn ở đây? Ta không thể nào ngủ được, nên ta muốn qua đi thăm Devadatta. Mahamaya. Được mà, hoàng hậu cứ tự nhiên, cứ xem Devadatta như con của lệnh bà đi. Thần thiếp muốn Devadatta luôn ở cạnh lệnh bà, được lớn lên trong tình thương của lệnh bà. Mahamaya, nàng làm gì ở đây vậy? Tâu bệ hạ, thần thiếp rất cảm thông cho hoàng hậu. Đây là chuyện thường tình của con người thôi. Nếu như đã là con người, ai cũng có khát vọng được cái mình chưa có. À, dạ kính tâu bệ hạ, hãy xem Devadatta là con của ngài, để ngài nuôi dưỡng nó được không? Devadatta đâu rồi? Đang chơi với bệ hạ. Ta thật chẳng ưa như vậy. Mỗi lần còn tìm con ta, nó không chơi với hoàng hậu thì cũng ở bên bệ hạ. Thậm chí là đêm qua, chính thiếp đã cho nó đi. Sớm muộn cũng có ngày Devadatta sẽ lên làm vua. Nó sẽ trở thành thái tử. Đến lúc ấy, nó sẽ là quốc vương của Kapilavastu. Mỗi lần thấy Devadatta ngồi trên ngai vàng cùng bệ hạ, thiếp liền nghĩ đến hình ảnh thần dân tung hô: thái tử Devadatta vạn tuế, thái tử Devadatta vạn tuế, thái tử Devadatta vạn tuế. Bà đừng mơ giữa ban ngày nữa, Mangala. Đợi đến lúc hoàng hậu điện hạ hay là hoàng phi Pajabati, một trong hai người họ sinh thái tử, thì mộng đẹp của bà sẽ tan thành mây khói. Bà có biết không vậy? Bà làm cái gì vậy? Hãy nhìn
đi kìa, ta đã nắm được ước mơ của ta. Còn họ chỉ có thể là nằm mơ thôi. Ta sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Còn họ thì chắc chắn không bao giờ có thể có con được đâu phu quân à. Cái không thể sắp trở thành hiện thực rồi. Quốc sư sắp đến viếng thăm để chủ trì buổi lễ cầu tự. Phu quân nói lễ cầu con sao? Nếu như thực sự lễ cầu con kia có thể khiến cho người ta mang thai thì đúng là chuyện kinh thiên động địa mất rồi. Kamuka đâu? Bẩm có nô tì. Mang mấy con bồ câu này nhốt hết vào lòng cho ta, để cho Devadatta luyện cung, nghe rõ chưa? Tâu bệ hạ, cầu nguyện các thiên thần, nữ thần và tinh tú. Chúng ta sẽ dâng lời cầu nguyện lên thần mặt trời Sujita, mong ơn tổ tiên gia hộ, thần mặt trời sẽ tỏa ánh sáng, chiếu vào đóa sen kia làm cho sen nở. Adideva namastubhyam prasida mama bhaskara divakara namastubhyam prabhakara namostute. Sen đã nở rồi kìa. Sen đã nở rồi. Lành thai, lành thai. Sen nở rồi kìa. Mừng quá. Tâu bệ hạ, quả sen nở báo hiệu thời khắc lành sẽ đến. Chúc lệnh bà hôn nhân mỹ mãn, con cháu hưng vượng. Dạ vui. Dạ vui. Pasabati, ta đang chuẩn bị đến tẩm cung của nàng đây. Bệ hạ, thiếp thực sự hy vọng là đêm hôm nay bệ hạ sẽ đến tẩm cung của hoàng hậu Maya. Nhưng mà đêm nay hoàng hậu lại muốn ta ở cùng với nàng. Nhưng mà thần linh đã có sự sắp đặt riêng của người. Ta không hiểu. Thời tiếp e là hôm nay thần tiếp không tiện hầu hạ người, vậy cho nên đêm hôm nay người hãy đến với hoàng hậu Maya đi. Thần tiếp xin cáo lui. Bệ hạ, tại sao ngài lại ở đây? Lẽ ra ngài phải ở bên tẩm cung của Pasabati chứ. Nô tỳ xin được hỏi, tại sao lệnh bà lại nói dối bệ hạ rằng lệnh bà đến kỳ kinh nguyệt? Đơn giản là vì ta muốn chị của ta sẽ sớm có một đứa con, một người kế vị của Kapilavatthu. Chị của ta đã khát khao có một đứa con lâu rồi. Ta tin là lễ cầu tự sẽ giúp chị của ta được tại nguyện.
Sau lễ cầu con, hoàng hậu đã có một giấc mơ kỳ lạ đến như vậy. Mời quốc sư tôn kính và tất cả chư vị Bà La Môn hãy giúp ta đoán xem giấc mộng kỳ lạ của hoàng hậu rốt cuộc là như thế nào. Tâu bệ hạ, đây quả là một giấc mộng lành. Hoa sen hồng nở là niềm báo lành đi cùng với hình ảnh voi trắng từ trên trời bay xuống, dự báo một bậc thánh cao quý sẽ giáng sinh. Xin chúc mừng, hoàng hậu điện hạ đã mang thai rồi. xin chúc mừng hoàng hậu điện hạ, xin chúc mừng. Cuối cùng thì chị cũng được toại nguyện rồi. Ta sẽ đi báo với bệ hạ. Xin chúc mừng hoàng hậu điện hạ. Chúc mừng ngài. Thưa bệ hạ, xin chúc mừng ngài. Có tin vui rồi, có tin vui rồi. Người y đã khám xong cho hoàng hậu. Ông ấy nói hoàng hậu đã mang thai rồi. Người kế vị Kapila và Thu sắp chào đời. Tâu thần còn có một điều muốn nói. Một khi ai đã sinh vào thời khắc này sẽ trở thành một dũng sĩ tôn quý. Không nghi ngờ gì nữa, ta chỉ là vua một cõi, nhưng con ta sẽ là vua của tất cả vua, sẽ là một chiến sĩ thần dũng, một bậc chuyển luân thánh vương. À, đúng như vậy, đúng như vậy, đúng như vậy, đúng như vậy. Jiske liye vyakul man sabka vahaya shubh samachar hai koi aane wala jo laega khushiyon ka sansaar. वो कपिल वस्तु का युवराज. Hoàng phi Basabati đang làm gì vậy? Sao lại thả hết bồ câu đi? Không phải đâu chị Mangala à. Bây giờ không chỉ đơn giản là ta đang thả bồ câu đâu, mà thật ra là bây giờ ta đang thả chính niềm vui của ta đó chị Mangala. Ta đang thả bồ câu để giải thoát chúng khỏi nỗi bất hạnh của chúng. Hôm nay ta thấy trong lòng thật sự rất vui sướng. Một niềm vui mà ta cũng thể tả nổi bằng lời. Ta thật sự rất vui Mangala. Nhìn thôi cũng biết rồi mà. Nếu ai nhìn thấy hoàng phi vui đến như vậy sẽ nghĩ là người đang mang thai đó. Nhưng thực tế thì đâu phải vậy. Chị nói không sai Mangala. Nhưng mà cho dù ta có mang thai đi nữa cũng không bằng một nửa niềm vui như bây giờ. Hoàng hậu Maya, chị của ta đã mang thai rồi. Nó làm ta vui hơn gấp bội đó chứ. Hoàng hậu Maya là người tốt, chị ấy xứng đáng có một đứa con mà. Nhưng mà hoàng phi à, hoàng phi vui quá không phải là một điều tốt đâu. Hoàng phi không thấy rằng ngay cả không khí cũng có khi bị đố kỵ và đầu độc sao? Người ta đôi lúc cũng có thể sẽ bị sinh lòng đố kỵ bằng ánh nhìn đầy ác ý. Người có lòng xấu xa thì sắc mặt của họ chắc chắn sẽ xanh xao xấu xí lắm đó. Chị nhìn chị kia, phấn mắt của chị đã trôi hết rồi. Hiện bây giờ ta chỉ trôi phấn mắt thôi hoàng phi Basabati à. Nhưng mà còn bà sẽ phải còn rơi nước mắt bi thương. Ta no rồi, thêm một miếng nữa. Rốt cuộc em là mẹ hay là em gái của chị? Sao lại cưng chiều chị thế như vậy? Chị em mình một mẹ sinh ra, việc này là đương nhiên thôi. Hơn nữa, chị với Dương Nhi chỉ có một phần tình cảm thôi, nhưng mà em thì có cả hai lần đó. Sao lại có cả hai? Có ý gì đây? Chứ sao nữa, em làm vợ của bệ hạ, vậy thì em là mẹ của Dương Nhi, em còn là em gái của chị nữa. Vậy thì em là di mẫu của Dương Nhi rồi. Đây không phải là hai phần tình cảm hay sao chứ?
Hoàng hậu điện hạ ạ. Tôi thật hoàng hậu à. Hoàng hậu điện hạ, có chuyện gì vậy? Chắc là Devadatta đang chơi bì ở đây. Hoàng hậu dẫm phải nên bị trượt chân. Người cũng sao đó chứ hoàng hậu điện hạ. Xin cảm ơn trời đất. Người nên nhớ là người phải cẩn thận cho em bé chứ. Ta không muốn việc này xảy ra với bất kỳ ai. Bất cứ điều gì cũng không thể làm hại được hoàng hậu của em đâu. Có phải không? Nói câu lòng lành ước nguyện đi chứ. Mau lên chị Mangala. Chị mau nói đi chứ. Lòng lành ước nguyện. Ngài cho gọi tôi tới đây. Ta nghe nói ngươi muốn cưới Lassica làm vợ, có đúng vậy không? Niềm hy vọng không hẳn sẽ được như ý đâu. Vì thân phụ của Lassica đòi có vàng lòng của hồi môn. Ta nói vậy có đúng không? Dạ. Ta cho ngươi đó Goban. Nhưng mà để trả ơn, ngươi phải làm giúp cho ta một việc. Ngươi phải giúp cho ta đi kiếm một vài loài có cực độc mang về đây cho ta. Dù ngươi có làm thuê cho người khác được bao lâu đi chăng nữa, mà muốn thoát khỏi cảnh khó khăn thì chỉ có cách lượm vàng lên thôi. Mau lượm vàng đi. Lượm lên. Ta đã giúp cho ngươi rồi Goban, vậy nên ngươi cũng phải giúp lại cho ta. Qua một vài ngày nữa, hoàng hậu Maya sẽ cử hành tế lễ. Ta thật sự là không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Em phải ra tay vào hôm tế lễ cho ta. Ai đưa cho anh những thứ này vậy hả? Ta không thể nói được Lassica. Cô Ban à, nếu anh không nói em sẽ chết cho anh coi. Lại để đưa cho anh vậy hả? Em phải biết, ta cũng không thể nào sống. Từ đó sẽ giết chết ta. Nhưng mà... Còn nhân nhị gì nữa? Em còn muốn làm người hầu tới bao lâu? Còn ta, ta phải chế thuốc cho đến bao giờ nữa đây hả? Nếu chúng ta bị phát hiện ra thì sao đây? Giờ mọi việc chỉ trông vào em thôi Lassica. Hãy cho ta thấy em yêu thương bên nào hơn. Là người yêu của em, hay là dương tử chưa chào đời của Kapila Vathu? Em phải nhớ là bỏ tất cả thuốc này vào cháo sữa của hoàng hậu. Cô Ban chỉ vì muốn cưới ta mà lại làm việc này. Nhưng ta lại không thể phản bội hoàng hậu điện hạ. Ta không thể làm ngơ được. Hai lệnh bà đều yêu thương ta như vậy. Lassica, ngươi đang làm cái gì vậy? Thưa phu nhân, bây giờ nô tỳ thật sự có chuyện muốn bẩm báo với phu nhân, là về chuyện hoàng hậu Maya. Muốn nói gì thì nói đi. Dạ không có gì hết. Om mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam aham vande. Người muốn đứng về phía nào đây Lassica? Người muốn tiếp tay cho kẻ ác chăng? Mình nhất định phải ngăn cản cô ba. Bẩm hoàng hậu Maya, nô tỳ nghĩ lệnh bà phải học được cách chăm trẻ. Người nói với hoàng hậu điều đó làm gì chứ? Hoàng hậu chỉ việc sinh được dương tử, việc nuôi nấng cứ để cho ta. Dạ được, thưa người mẹ nhìn xa trông rộng. Bẩm hoàng hậu Maya, nô tỳ có việc cần bẩm báo. Lassica, việc đó cứ để nói sau đi. Còn bây giờ, đi mang ít thức ăn lại đây cho ta. Ngươi không biết rằng từ sáng tới giờ hoàng hậu chưa ăn uống gì hay sao hả? Đi nhanh đi. Thank you.
Để ta. Hoàng hậu Pasabatia, mời ngươi. Con trai à, mau lại đây. Hãy để hoàng hậu Maya dùng cháo sữa đi con. Không được, hoàng hậu cho con ăn trước một miếng đi. Thôi được rồi, ta sẽ đút cho con một miếng trước nha. Nào há miệng ra. Không được, hoàng hậu phải dùng trước đã. Không chịu đâu, con muốn ăn trước. Con muốn ăn trước à. Khoan đã, đừng ăn. Đừng ăn thua hoàng hậu điện hạ. Nhổ ra ngay đi. Nhổ ra ngay đi. Jessica, ngươi đang làm cái gì vậy? Tâu hoàng phi, ở trong cháo sữa có độc đó. Cháu có độc sao? Anh đã làm việc này. Kẻ là đã hạ độc hả? Đừng nói lên người coi. Guban. Đứng lại. Ai sai ngươi làm việc này? Nói nhanh Guban, ai sai ngươi làm việc này? Nói nhanh. Ngươi có âm mưu gì? Tại sao Dương Quỳnh lại giết hắn ta? Chúng ta cần cho hắn sống để điều tra. Hắn ta chưa khai ra ai là kẻ chủ mưu của chuyện này mà. Xin bệ hạ tha tội cho. Là kẻ này, chính là kẻ này. Chính kẻ này thưa bệ hạ. Chính kẻ này đang muốn làm hại gia đình của ta. Thì làm sao ta có thể để cho nó sống được chứ? Thần không làm được. Thần đã phạm một sai lầm lớn. Xin thứ tội cho thần. Mong bệ hạ khoan thứ. Xin thứ tội cho thần. Bẩm hoàng hậu điện hạ, thần thiếp có thể khuyên vài lời không? Người muốn nói gì thì cứ nói đi, Mangala. Bẩm hoàng hậu điện hạ, bệ hạ đang gặp nguy hiểm đó. Người đang nói cái gì vậy Mangala? Đúng là như vậy. Các người mau lui ra đi. Là kẻ nào đang sắp tâm muốn làm hại bệ hạ chứ? Chính là lệnh bà Mangala. Hoàng hậu điện hạ, thần thiếp nghe nói thai nhi đủ tháng đủ ngày mà sinh ở nhà cha thì sẽ có điềm xấu nguy hại đến tính mạng người cha đó thưa hoàng hậu ạ. Lúc đầu mới nghe thần thiếp cũng không tin lắm, nhưng mà các nhà chiêm tinh lại cho thần thiếp xem nhiều chứng cứ. Hoàng hậu điện hạ, trước đây chính thần thiếp ngăn cản việc hoàng hậu về quê ngoại để sinh nở, nhưng bây giờ thì thần thiếp rất muốn khuyên lệnh bà nhất định phải đi đi. Lệnh bà chắc chắn phải đi thôi lệnh bà. Chắc lệnh bà cũng không muốn nhìn thấy bệ hạ hay là Dương quốc này phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Thiên tính phụ nữ nào cũng muốn bảo vệ chồng và con của mình được bình an, đúng không hả hoàng hậu? Hoàng hậu điện hạ, lệnh bà phải cố gắng bằng mọi cách phải thuyết phục được bệ hạ. Phải nhanh lên, lệnh bà phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Vào sáng sớm ngày mai chắc chắn ta sẽ lên đường về quê ngoại. Bà nghĩ bà sẽ về quê được sao hả? Đáng tiếc bà sẽ không bao giờ được trở lại đây đâu. Tục ngữ có câu: không ai có thể chối từ được lời yêu cầu của phụ nữ và con cái. Thần thiếp chính là điều minh chứng cho câu nói này, có phải không bệ hạ? Ta nhắc lại một lần nữa, hoàng hậu đừng đi. Bệ hạ cứ để thần thiếp đi. Thân tâm thiếp bây giờ rất thoải mái. Bà Sampati và thiếp còn được về thăm mẹ thăm cha nữa. Một khi nhận được tin Dương Nhi chào đời, bệ hạ có thể đến đón chị em thiếp mà. Đề nghị của em hay lắm Pasapati. Chúng ta có thể nghỉ chân ở đây một đêm. Đã từ lâu ta không được đi dạo. Chỗ này vẫn đẹp như vậy, như lạc vào tiên cảnh. Đúng vậy chị ạ. Chị ạ, chúng ta đến bên gốc cây kia nghỉ ngơi một lát đi. Em sẽ đi lấy chút thức ăn ha. Pasapati, chị à, Nasika, Visali, Dũng Mẫu ơi, các người mau lại đây đi, xem hoàng hậu có chuyện gì rồi nè. Nalasa ơi, có con đây thưa tiên nhân. Ngài đã đến rồi. Con người sẽ biến đổi cả thế giới ấy. Sắp đản sanh rồi. Cố lên chị, một chút nữa thôi, chị cố bám chặt vào cành cây kia mà lấy sức. Ngài tuyên bố sẽ đến. Và cuối cùng ngày đã đến. Em chúc mừng chị. Chúc mừng chị. Là một bé trai. Này hỡi mẹ của đất trời, chúc mừng người. Một dĩ nhân cao quý đã đản sanh rồi. Ngài đã nhìn thấy được điều gì thưa tiên nhân? Ta đang nói về sư Bharata. Dương thành Kapilavatthu. Dương đâm bị đi. Đúng là tuyệt đẹp. Có một bậc thánh cao thượng sẽ ngự trong tâm của mỗi chúng sinh. Nô tỳ chưa hề thấy đứa trẻ nào đẹp như thế này. Hãy nhìn xem, đứa trẻ đang cười kìa. Bệ hạ mà nhìn thấy đứa trẻ, chắc ngài sẽ rất vui mừng cho mà xem. À phải rồi Nalasa, thật là một phước lành cho ta được sống trong thời đại của bậc vĩ nhân ấy ra đời. Xin hãy nói cho tôi nghe, làm sao để miêu tả được những dấu tích thần kỳ của ngài. Chị đã có quyết định chưa? Chúng ta cũng nên đặt cho Dương Nhi một cái tên thật đẹp đúng không? Siddhartha. Buddha. Buddha. Nam mô A Di Đà Phật.
phai.